Rồi chào anh em nha, hôm nay là chiều 18 tháng 3 năm 2022. Chiều nay mình lên cho anh em một cái bình xăng con bông mai đen cầu cào chuyên nghiệp, hàng xin rã xe kho về, cực đẹp nha anh em. Thì cái bình này mình bán có giá là 2.9 triệu cho cái bình này. Anh em nào chốt alo mình với số điện thoại là 0933996332 ha. Bình bông mai đen cầu cào BE28 ga 30. Đó. Trái ga cực đẹp, không xước không liếm nha anh em. Khá đẹp luôn. Anh em nào chốt alo mình qua số điện thoại là 0933996332 ha. Bình xăng con bông mai đen BE28 dòng rã xe cầu cào chuyên nghiệp nha. Bình này còn rất là đẹp luôn, mới về chưa vệ sinh. Bình này mình bán là 2.9 triệu nha. Anh em nào chốt alo mình qua số điện thoại là 0933996332. Bình xăng con bông mai đen BE28. Bình này thì anh em mà chơi mà trong cái thoải mái mà độ á là biết đẳng cấp của nó rồi, chạy rất là đã ha, đầy nhanh hậu rút. Rồi anh em nào chốt alo mình nha, 0933996332.